trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Luận đàm thời sự trong tuần này cùng với tiến sĩ Đinh Xuân Quân, dược sĩ Phạm Khắc Khiêm và anh Võ Nguyễn Duy Khôi. Và trở lại với đề tài trong tuần này là cái biến cố vừa rồi giữa Đài Loan, Trung Quốc và Mỹ. Theo chú Quân thấy thì cái bài học lớn nhất của người Việt Nam, những người lãnh đạo Việt Nam và những người Việt Nam ở hải ngoại qua cái biến cố này, cũng như là nhìn lại suốt cái quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ trong 40 năm vừa rồi, bài học lớn nhất là gì? Tôi thấy là cái đầu tiên đó là Việt Nam có thể so sánh giữa ông Obama và ông Trump được, phải không? Ông Obama đã mở cửa cho Việt Nam, mua súng ống có mở cửa cho Việt Nam về một số chuyện. Nhưng mà cái người dám làm mạnh hơn đó, Việt Nam cũng thấy là ông Trump chứ không phải ông Obama. Tại vì nghĩa là tới bây giờ đó là ông Obama đã bỏ nhiều cơ hội tại Biển Đông, trong khi chưa gì đó là ông Trump ông đã cảnh cáo rồi, là quý vị làm vậy quý vị đâu có xin phép tôi, thì tại sao tôi phải xin phép quý vị? Thì quý vị làm ẩu thì tôi cũng sẽ làm, mà tôi đủ sức mạnh để làm. Khôi có nói là thời báo nói là làm khí giới hạt nhân này kia đó, thì nhưng mà Trung Quốc cũng biết là Hoa Kỳ nó có nhiều ngàn lần cái khí giới hạt nhân để có thể là trả đũa cho Trung Quốc được. Do đó thì cũng như anh Khiêm nói là Trung Quốc không dạy mà ra khiêu khích Hoa Kỳ đâu. Thì bây giờ tôi thấy cái quan trọng nhất, cái bài học quan trọng nhất là Việt Nam đó, là mình phải khôn lợi dụng cái thời gian này, mà khi mà ông Trump ông chú trọng về Trung Quốc để mình lấy cái lợi của mình. Và phía mặc dù là ví dụ như là Phi Lập Tân có thể bị Trung Quốc mua, nhưng mà Việt Nam cũng không phải là dạy để Trung Quốc mua đâu, tại vì mình đã bị cả ngàn năm đô hộ rồi, thì mình cũng biết người Tàu nhiều hơn là Philippines biết người Tàu chứ. Đó là một cái. Thứ hai, mình có ráp giới với lại Trung Quốc thì nó khác, là Philippines là một hòn đảo. Do đó đó, tôi thấy là cái lợi nhất của Việt Nam là bây giờ làm sao có những người giỏi để liên hệ với phía Hoa Kỳ để lợi dụng cái thời thế này. Đó là một. Cái thứ hai, quý vị đừng có quên đó, khi mà nói mấy ông tướng đó, thì đa số các ông tướng đó là có dính nhiều ít về Việt Nam. Họ đã tham gia chiến tranh Việt Nam lúc khi họ là trung úy hay là thiếu úy, thì bây giờ thiếu úy, trung úy, thì bây giờ họ là tướng 4 sao, 5 sao, bây giờ họ là thành ra những cái người đó còn đó. Và Việt Nam phải khôn để lợi dụng cái đó để mình làm một cái đối trọng với Trung Quốc, mà cố gắng thoát khỏi Trung Quốc. Tôi thấy là một trong những cái mà ông Trump nó nói là bỏ cái TPP, tôi nghĩ là chưa có hết đâu. Chưa có hết đâu. Do đó là mình phải khôn ngoan để làm cái chuyện để giải quyết cái đó. Mà tôi, một cái thứ hai nữa là đối với Hoa Kỳ đó, thì hiện giờ đó là ở bên Mỹ là Việt Nam mình đã có hơn 2 triệu người, thì những cái người đó là hiểu biết nước Mỹ nhiều hơn là những người ở Việt Nam chứ. Tôi không hiểu là chính phủ Việt Nam nghĩ sao, nhưng mà nó có một số chuyện mà chính phủ Việt Nam làm không có tốt. Không có tốt thì làm sao mà được kiều bào Việt Nam mình ủng hộ được. Cứ kêu gào là kiều bào về giúp Việt Nam, nhưng mà chưa có hòa hoãn với lại người chết được, thì làm sao mà giải quyết được vấn đề đó. Thì nói như vậy đó là mỗi lần nói lên người ta chỉ đưa lên cái nghĩa trang Biên Hòa đó, sao không cho người ta làm, thì làm sao mà khá được. Thì Việt Nam phải khôn, họ mất cái gì, người đó đã chết rồi, trong khi có 7-8 cái nghĩa trang Trung Quốc tại Việt Nam mà nghĩa trang Biên Hòa không cho họ sửa, thì mình thấy là một cái tủi nhục không tưởng tượng được. Tôi thấy là nếu mà Việt Nam
biết sử dụng, biết khôn thì đây là phải cái lúc mà phải lợi dụng chính quyền mới để thân thiện với họ, để họ, để làm cân đối với Trung Quốc. Thì may ra mình mới khá được, mới thoát Trung Quốc được. Đó là cái quan trọng. Đằng sau cái biến cố này, người ta mới thấy được, có dịp nhắc lại cho mọi người thấy được cái ảnh hưởng lớn của cái chính sách ngoại giao của Đài Loan ở Mỹ, trong chính trị nội bộ của Mỹ. Thì cái chính sách ngoại giao nó thành công đó, phần lớn là vì có cái khối người Đài Loan ở Mỹ, phải không? Cả triệu công dân Đài Loan. Việt Nam mình cũng có cái đó nhưng mà không sử dụng được. Đài Loan là một trong những cái nơi mà quan trọng, và Việt Nam cũng là một trong những nơi quan trọng. Nhưng mà Đài Loan biết sử dụng cái thế của mình để nói lên cho Hoa Kỳ thấy được đó. Bởi vì chúng ta biết rằng bây giờ nếu nhìn vào cái khu vực nghĩa là hải lộ lưu thông quốc tế đó, ở bên trong là Trung Quốc, bây giờ bên ngoài Đài Loan, nếu mà Đài Loan mà bị mất thì tất nhiên là Trung Quốc sẽ đi phá cái vòng vây để ra ngoài biển nữa. Bây giờ không nói tới Đài Loan, nói tới Việt Nam thì Việt Nam có cả một chiều dài 2.000 cây số, 3.000 cây số, và với cái chiều dài như thế đó thì Việt Nam sẽ kiểm soát tất cả cái vùng biển Đông. Thế nên nếu bây giờ mà Việt Nam biết lợi dụng cái tư thế của Việt Nam ấy, thì chắc chắn là quốc tế, trong đó có cả Hoa Kỳ, không muốn Việt Nam bị mất vào tay Trung Quốc. Cho nên nếu người ta biết cái thế của mình, cũng giống như là Đài Loan đã từng biết thế của mình, thành ra Đài Loan có những người ở trong cái hệ thống mà gọi là lobby lâu dài nữa, ở với lại những giới chức của chính quyền Mỹ, hoặc là những người sẽ trong tương lai sẽ nắm chính quyền Mỹ. Đài Loan đã liên lạc với họ từ lâu dài lắm rồi. Việt Nam ấy cũng phải nhìn thấy điều đó để bắt chước Đài Loan. Có nghĩa là Việt Nam sẽ có thể 2 triệu người Việt ở bên này có thể là những cái người mà trong bây giờ hoặc trong tương lai sẽ lobby, và đồng thời ở trong nước ấy phải biết hỗ trợ cho những người đó, để cho những người đó có điều kiện về tài chính cũng như mọi thứ để lobby, vận động hành lang cho cái chính phủ, cho chính quyền Việt Nam, thì điều đó rất lợi. Mà những người đó, người ta có thể làm mạnh hoặc người ta làm việc hết mình, nếu người ta thấy ở trong nước, chính phủ trong cộng sản ở trong nước biết tôn trọng nhân quyền, biết làm thế nào cho người dân có cơm no áo ấm hơn, thì lúc đó đời sống của người dân sẽ làm cho những người mà người ta lobby người ta sẽ tốt hơn. Bởi vì chúng ta nhìn thấy rõ ràng cái điều kiện sinh hoạt của người dân Đài Loan với điều kiện sinh hoạt của người dân Việt Nam ấy, cách nhau một trời một vực, một đằng tôn trọng nhân quyền, một đằng thì bùi dập nhân quyền. Cái đó làm cho những người Việt ở bên hải ngoại này, người ta cũng không có vui lòng gì với lại cái chính quyền trong nước. Đấy là điều mà những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong nước hiểu điều đó và làm sao đi theo con đường dân chủ của Đài Loan. Tức là những người lãnh đạo Việt Nam thì vẫn còn phải học những người lãnh đạo Đài Loan nhiều lắm không? Dạ thưa anh Vinh, thật ra là học chính là học làm sao để cho thực sự là những người vì dân vì nước, vì lo cho dân được đủ cơm no áo ấm. Học được cái đó thì quốc gia sẽ không có sợ. Nếu không học được cái đó thì sẽ tôi thấy vấn đề. Tôi thấy ở cái chỗ này mình thấy ví dụ như là Formosa. Ở Việt Nam thì Formosa được chính quyền bảo vệ, trong khi tại Đài Loan bây giờ đang ra tòa đây. Thành ra mình thấy rõ ràng là Việt Nam đó là, tôi xin lỗi, là khôn lõi, không có nhìn xa, nhìn rộng, nhìn khỏi cái tầm cái tiền. Khi mà chính quyền nó làm chết bao nhiêu cá như vậy mà cứ cố gắng bảo vệ Formosa mà lại còn đánh đập dân chúng, coi không được. Do đó đó tôi thấy là Formosa thì tại Đài Loan là Formosa bị ra tòa là bị rầy, bị đủ thứ hết, mang tiếng cho Đài Loan. Thành ra đây là những cái chuyện mà nó rất là tầm thường, nhưng mà cái chính là cái gì? Chúng ta hiện giờ có một tân chính phủ Hoa Kỳ cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, cứng rắn hơn những với cái chính sách mà là xảo quyệt của Trung Quốc, thì mình phải làm sao lợi dụng được tất cả
các cái gì có lợi để cho Việt Nam, chứ không có phải là cứ ngồi chờ rồi hết nói thôi người ta bỏ TPP thì mình cũng bỏ. Không phải như vậy. Thì mình thấy là Đài Loan trong 40 năm không có nói chuyện với Trung Quốc, với Hoa Kỳ được. Bây giờ sau 40 năm đó thì họ nói chuyện đó, phải không? Thành ra bây giờ là một cái tân chính phủ, một cái chính phủ mới, một cái chính sách mới, thì bây giờ nên lợi dụng cái chuyện đó để làm những cái gì có lợi cho Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Luận đàm thời sự trong tuần này, và xin hẹn gặp quý thính giả trong chương trình tuần tới với những đề tài sôi nổi của tuần tới. Kính chào quý thính giả. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.